chào các bác nhé. Hôm nay mình đang ở nhà đóng cám đấy, gửi tới cho anh em đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Cám Sim Đất Việt nhé, để xem nhiều video của mình đăng lên. Mình cũng có một kênh TikTok đấy, các bạn có thể là vào cái TikTok, các bạn like, các bạn xem giúp mình. Đây là cái sản phẩm cám trà màu của nhà mình này. Đó. Thì mi chè màu cùng giá nhau là 200 một cân, miễn phí ship tận nhà luôn. Một cân là được 4 gói như các bạn đang thấy ở đây. Tương tự thì ở đây thì các bạn cũng thấy là cái sản phẩm cám mi và chè cũng cùng giá nhau là 200, như vậy các bạn có thể là sẽ lấy theo gói được, làm sao được từ 1kg trở lên là được miễn phí ship rồi nhá. Đây mạng này chúng tôi chơi ở trên trên tầng thì mình nuôi mi và chè. Hot nhạc. Okay.